mất 200 giờ để tạo ra chiếc váy cho Jennie, Blackpink. Trong lần tái xuất Met Gala vào ngày 6 tháng 5, Jennie gây sốt với chiếc váy màu xanh hoàng gia khoe eo thon. Để giúp rapper Blackpink có vài phút tỏa sáng trên sân khấu, đội ngũ thiết kế đã mất 200 giờ hoàn thiện trang phục. Ngày 9 tháng 5, tạp chí Vogue chia sẻ lên tài khoản Instagram chính thức video hậu trường thử váy Met Gala 2024 của Jennie. Trong video, rapper Blackpink chia sẻ cảm xúc và tiết lộ những thông tin độc quyền về bộ trang phục được cô lựa chọn xuất hiện trên thảm đỏ đêm hội lớn nhất thế giới thời trang. Giống như năm 2023, Jennie chọn váy ngắn. Phụ kiện là đôi bông tai ngọc trai đơn giản và dây chuyền ở bụng. Theo Vogue, chiếc váy lấy cảm hứng từ bộ sưu tập thu đông 2024 của nhà mốt Ala do giám đốc sáng tạo Peter Mully thiết kế, nhưng được tùy chỉnh để phù hợp với Jennie. Chất liệu mỏng nhẹ cùng màu xanh hoàng gia tạo nên tổng thể thanh thoát, sang trọng mà vẫn quyến rũ. Jennie cho biết có những lựa chọn khác nhau về màu sắc và chi tiết váy. Sau quá trình thảo luận, họ quyết định chọn bộ trang phục mà mọi người thấy tại Met Gala giữa nhiều lựa chọn. Chất liệu và màu sắc cũng được cân đo đong đếm kỹ càng sao cho tự nhiên nhất để tạo ra vẻ ngoài vượt thời gian phù hợp với chủ đề khu vườn thời gian. Nhìn từ bên ngoài, bộ váy khá đơn giản so với trang phục của những ngôi sao khác. Tuy nhiên, Jennie tiết lộ đội ngũ thiết kế Ala mất 200 giờ và 13 m vải để hoàn thiện. Trước đó, Peter Mully tiết lộ thiết kế được tạo ra từ một mảnh vải len Merino duy nhất. Suốt quá trình chuẩn bị, Jennie tỏ ra hào hứng với những món đồ được khoác lên người. Cô cho biết mong chờ được nhìn thấy mọi người chiêm ngưỡng và tận hưởng vẻ ngoài của mình. Sau khi xuất hiện tại bảo tàng Metropolitan ở thành phố New York, Mỹ, Jennie gây choáng ngợp với màn khoe thân táo bạo. Ai cũng bất ngờ trước sự phá cách của nữ thần tượng K-pop và không lựa chọn thiết kế của Channel như thường thấy. Ngoài những lời khen, một số khán giả chê Jennie vì không diễn giải đúng quy định trang phục khu vườn thời gian mà ban tổ chức đặt ra. Tuy nhiên, dù không cho thấy được yếu tố khu vườn, nói Jennie mặc sai chủ đề là không đúng. Theo Harper's Bazaar, chủ đề chính của Met Gala 2024 là Sleeping Beauty, Reawaken Fashion, người đẹp ngủ trong rừng, thời trang tái thức tỉnh, trong đó có chuyên mục Sea, biển. Tạo hình của Jennie chắc chắn đáp ứng được yêu cầu từ ban tổ chức. Trong video khác do Vogue đăng tải, Jennie sải bước trong bảo tàng, kéo theo bông hoa khổng lồ màu đỏ mang đến cảm giác bí ẩn, sắc sảo. Cư dân mạng bị ấn tượng mạnh bởi hình ảnh này. Nhiều người cho rằng nếu Jennie mang theo bông hoa lên thảm đỏ, sự xuất hiện cô càng ấn tượng và sát hơn với ý tưởng khu vườn thời gian. Sau khi xuất hiện tại bảo tàng Metropolitan ở thành phố New York, Mỹ, Jennie gây choáng ngợp với màn khoe thân táo bạo. Ai cũng bất ngờ trước sự phá cách của nữ thần tượng K-pop và không lựa chọn thiết kế của Channel như thường thấy. Ngoài những lời khen, một số khán giả chê Jennie vì không diễn giải đúng quy định trang phục khu vườn thời gian mà ban tổ chức đặt ra. Tuy nhiên, dù không cho thấy được yếu tố khu vườn, nói Jennie mặc sai chủ đề là không đúng. Theo Harper's Bazaar, chủ đề chính của Met Gala 2024 là Sleeping Beauty, Reawaken Fashion, người đẹp ngủ trong rừng, thời trang tái thức tỉnh, trong đó có chuyên mục Sea, biển. Tạo hình của Jennie chắc chắn đáp ứng được yêu cầu từ ban tổ chức. Trong video khác do Vogue đăng tải, Jennie sải bước trong bảo tàng, kéo theo bông hoa khổng lồ màu đỏ mang đến cảm giác bí ẩn, sắc sảo. Cư dân mạng bị ấn tượng mạnh bởi hình ảnh này. Nhiều người cho rằng nếu Jennie mang theo bông hoa lên thảm đỏ, sự xuất hiện cô càng ấn tượng và sát hơn với ý tưởng khu vườn thời gian. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.